chỉ ở nhà bếp núc thôi, đâu cần ăn diện làm gì. Rồi lỡ ăn diện lên mẹ lại chửi rồi sao? Đúng rồi, muốn chân diện cũng phải có tiền. Còn nghèo kiết xác như cô á, ăn còn không có, nó lấy đâu mà chân diện. Nhưng mà tôi thích cô xấu xí bẩn thỉu vậy á, để con trai tôi nó tìm con dâu mới cho tôi, biết chưa? Mẹ sao lại nói như vậy chứ? Mẹ ghét người nghèo. Mẹ có nhớ hồi xưa mẹ cũng đi lên từ hai bàn tay trắng không? Cái đồ mới dạy, mẹ nói với tao vậy hả? Mày có tao quýnh mày tiếp không? Mẹ ơi thôi ơi, nó giết mẹ rồi, thôi ơi.